chào các bạn bây giờ chúng tôi lại quay trở lại để hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể lập một cái hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho hoặc là hóa đơn công trình chúng ta sẽ vào chương trình bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái việc là sẽ làm một cái hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho với cái số hàng chúng ta đã nhập vào kho chúng ta chọn hóa đơn bán hàng kiếm score. Ở đây chúng ta sẽ chọn loại hóa đơn uh, là xuất bán. Ở đây mã khách hàng ví dụ chúng ta bán cho ban quản lý dự án chẳng hạn thì chúng ta sẽ ghi đầy đủ các cái nội dung ví dụ như là xuất bán hàng chẳng hạn. Ở đây các bạn hạch toán được tài khoản 1131 ký hiệu mẫu số hóa đơn. Các bạn ghi vào là à, các bạn lưu ý là khi các bạn ghi vào ở đây cái cái thông tin về cái à, hóa đơn là để sau này các bạn có thể thực hiện cái việc là các bạn à, cấp hóa đơn và các bạn có luôn bằng kê thuế. Ở đây mã hàng hóa ví dụ chúng ta chọn bán hàng hóa loại H1 và chúng ta thấy là à, số lượng tồn kho hiện tại là đang là 50. Chúng ta phải chọn vào số lượng là ví dụ chúng ta bán ra là à, à, 50. Vậy chúng ta sẽ đánh với cái mức giá ví dụ ở đây là 34.000. Chúng ta sẽ thấy là trong trường hợp này chúng ta bán thành tiền sẽ là 1 triệu 700 nghìn Ví dụ như đối với các loại hàng hóa này chúng ta chiết khấu 8% Chúng ta đánh vào tỷ lệ chiết khấu là 8% Các bạn thấy là có thể là cái cái, chương trình cho tính ra là các bạn chiết khấu 136 nghìn Khi mà các bạn đã đánh vào cái tài tỷ lệ chiết khấu Thì các bạn đương nhiên các bạn sẽ phải đánh vào cái tài khoản chiết khấu Ở đây chúng ta sẽ đánh vào tài khoản 5211 chiết khấu thương mại sau đấy chúng ta chọn cái thuế thì ở đây các bạn lưu ý là cái thuế này chúng ta có thể là thuế 10% và các bạn thấy là khi các bạn chọn đây thuế 10% hoặc là các bạn đánh 5% thì các bạn nhìn thấy là chương trình cho vào ở cái danh mục thuế và các bạn nhìn thấy là chương trình nó tính ra tiền thuế là tiền thuế sau khi đã chiết khấu các bạn cũng có thể kích vào cái nút này để tính thuế trước giá chiết khấu ở trong trường hợp tính thuế sau chiết khấu hoặc là trước chiết khấu các bạn có thể kích vào đấy sau đây chúng ta chọn lưu chứng từ trong cái trường hợp mà phần mềm hỏi các bạn là À, sau khi lưu các bạn sẽ nhìn thấy một cái hiện ra một cái bảng thông báo là khách hàng VAT thì các bạn thấy là ở trong các cái trường hợp như là cái đối tượng khách hàng trên này chúng ta không khai báo mã số thuế lập tức chương trình sẽ hỏi ngay là cái mã số thuế vì có một cái đặc trưng là khi các bạn lập cái chứng từ này nó sẽ vào trong bảng kê thuế nên là nó phải đầy đủ các cái thông tin chúng ta chọn nhận chúng ta thoát ra ngoài. đấy là để lập một cái hóa đơn bán hàng kiếm score trong cái hóa đơn bán hàng kiếm FICO này, các bạn lưu ý là có đầy đủ các cái cặp định khoản. ở đây có một cái cặp định khoản mà cứ chưa có giá. đấy là chính là cái cặp định khoản tài khoản giá vốn là gồm 156 và tài khoản giá vốn 632. các bạn thấy là cái giá vốn, tiền vốn nó chưa thấy. như vậy, cái giá vốn, tiền vốn này chỉ hiện lên khi các bạn chạy thực hiện cái chức năng tính giá trung bình chúng ta sẽ viết một cái hóa đơn công trình như sau là cái khi các bạn ví dụ các bạn làm công trình cho ban quản lý dự án thì các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ viết hóa đơn công trình ví dụ là 31 tháng 1 chẳng hạn đấy số seri các bạn có thể đánh vào là tài khoản thuế 511 các bạn nhìn thấy là ở đây có một cái nhóm hàng khi lên bảng cái thuế có nghĩa là các bạn ghi cái nội dung này nó sẽ lên ở trong cái tài trong cái phần là hàng hóa ở trên cái bảng cái thuế ví dụ như đây là à, khối lượng công trình ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ chọn công trình 001 chẳng hạn với số tiền là ví dụ như 50 triệu. Mã thuế ở đây là công trình là 10%. Chúng ta sẽ enter cho đến đến nút lưu và lưu chứng từ lại. như các bạn thấy thì trong cái trường hợp mà chúng ta vào tài khoản 511 thì các bạn vào giá thành các bạn không thể thấy ngay là cái tài khoản 511 cái phần doanh thu công trình các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta vào đây chúng ta nhìn thấy phần doanh thu công trình phần doanh thu công trình này chỉ xác định khi các bạn kết chuyển từ năm 11 lên 911 thì lúc đấy cái phần doanh thu này mới là phần xác định kết quả kinh doanh và các bạn cũng phải hiểu rằng là cái phần 632 này là cái phần từ tài khoản 154 lên 632 chúng ta có thể thấy là sau khi chúng ta cập nhật hai cái hóa đơn bán hàng thì chúng ta đã thấy là một hóa đơn bán hàng cho cái tài khoản công trình và một hóa đơn bán hàng cho hàng hóa kho như vậy là chúng ta cơ bản chúng ta đã làm xong các cái phần như là thu chi tiền mặt bán hàng mua hàng à, và à, tiếp theo chúng ta sẽ vào à, chúng tôi sẽ hướng dẫn trong cái phần tiếp theo cho các bạn là ở đây các bạn thấy là à, khi chúng ta vào để tính giá trung bình lúc nãy tôi có nói với các bạn là ở cái phần bán hàng ấy là nó có cái tài khoản giá vốn vậy chúng ta sẽ tính giá trung bình thì nó mới hiện ra được cái giá vốn cho các bạn các bạn chọn tháng 10 vì lúc nãy chúng ta làm cái hóa đơn bán hàng vào tháng 10 sau khi sau khi chúng ta đã tính xong thì chúng ta quay lại phiếu hóa đơn bán hàng các bạn sẽ nhìn thấy là cái cột tiền vốn và cái cột giá vốn đã hiện lên điều này chứng tỏ rằng là trong cái tài khoản 632 sẽ hiện ra thêm một triệu tiền giá vốn của hàng hóa các bạn nhìn thấy là đã thấy thêm một triệu tiền giá vốn của hàng bán như vậy chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể làm cả cái hóa đơn bán hàng cũng như hóa đơn công trình